Thưa quý vị, giá heo hơi tại nhiều địa phương trong cả nước đã giảm tới 50% so với thời điểm đầu năm và đang ở mức thấp kỷ lục trong hơn 2 năm trở lại. Giá heo hơi liên tục giảm, trong khi chi phí chăn nuôi, giá thức ăn tăng cao khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Trước thực trạng này, nhiều hộ buộc phải treo chuồng do không đủ chi phí tái đàn. Từ đầu năm 2021 đến nay, giá heo hơi liên tục giảm và hiện giá heo hơi chỉ còn 36-40.000 đồng 1 kg, giảm gần 50% so với đầu năm. Ông Đặng Đức Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức đang nuôi 5 con heo nái và 50 heo thịt. Cách đây 2 tháng, ông Bình xuất bán lứa heo với giá 50.000 đồng 1 kg đã không có lãi, dù con giống đã được tận dụng từ chính heo nái của gia đình. Chứ nếu với mức giá như hiện nay, người nuôi chỉ có lỗ từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một con heo. Càng nuôi càng thua lỗ, chính vì vậy ông Bình không dám tái đàn mà chỉ nuôi cầm chừng. Tôi cũng nuôi heo một thời gian cũng lâu rồi. Mà thấy thời điểm này thì nói chung khó khăn chung đó. Giá cả mà thực chất như hiện nay thì nếu nuôi thì theo tôi mà chiết tính ra rồi đủ mọi mặt tiền thuốc men nó cũng cao. Thành ra có lẽ tôi không có đầu tư thêm, chỉ cầm cự thôi. Giá heo hơi giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi lại tăng mạnh từ 30-40% so với năm ngoái, khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh thua lỗ nặng. Theo thống kê của Hội Nông dân xã Bình Giã, huyện Châu Đức, thời điểm này địa phương còn chưa tới 100 hộ nuôi heo với tổng đàn khoảng 3.000 con. Trong khi những năm trước, số hộ chăn nuôi heo trên địa bàn xã có lúc lên đến 1.000 hộ. Năm 2021 này, giá heo đến hiện tại bây giờ thì từ ngày dịch đến giờ thì cái giá heo nó xuống thấp. Người dân là đa số tại địa phương là người ta cầm cự để là vì cái với cái thực phẩm là cây nhà lá vườn như bắp, đậu rồi các thứ là phụ phẩm người ta chế biến tại nhà ta nấu. Từ cái ngày mà dịch đến giờ là do heo cái bán ra thì nó thấp quá. Thứ hai là thì để cái đầu tư thì thực phẩm thì nó không có giảm, để bán ra thì nó không đáp ứng được cái đồng vốn mà người ta đầu tư. Nên như một số bà con trong địa phương bây giờ người ta không tái đàn. Trước đây thì số lượng nuôi heo rất là nhiều nhưng hiện tại bây giờ là khoảng dưới 100 hộ. Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền ở khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đang nuôi 50 con heo thịt. Trong đó 35 con heo đã quá lứa, không xuất bán được do không có thương lái thu mua. Với gia đình bà Hiền, giá heo hơi giảm thấp đã là mối lo. Tuy nhiên việc thương lái không đến thu mua khiến heo giữ lại trong chuồng thêm ngày nào thì chi phí tăng ngày đó, lỗ càng thêm lỗ. Với mức giá từ 38-40.000 đồng 1 kg, trung bình mỗi con heo nếu xuất bán được, bà Hiền lỗ gần 2 triệu đồng. Bây giờ nuôi không bán được, bán xong cái lứa này là coi như là cô tính cô nghỉ. Chứ rồi cái tình trạng này thì rồi vốn đâu mà quay làm ăn. Giờ mình càng nuôi thì càng lỗ, giờ chỉ cho ăn cầm chừng thôi. Hồi trước á, như cái năm 2017-2018 á, mà heo nó xuống coi 18-19 á, mà cô còn bán được. Còn như bây giờ coi như là không bán được. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm là do vừa qua sản lượng thịt heo nhập khẩu nhiều, trong khi nhiều trang trại lớn trong nước cũng đã tăng đàn mạnh, khiến heo tồn đọng với số lượng lớn. Bên cạnh đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến đứt gãy chuỗi cung ứng, một số khu giết mổ phải dừng hoạt động. Chăn nuôi không hiệu quả khiến nhiều trang trại chỉ nuôi cầm chừng, còn các gia trại quy mô nhỏ vài chục con đã phải treo chuồng.